Bông hoa thắm e vàng ngắt dâng cho người yêu. Chúa đã kết liên, con nguyện ước không khi phân lìa. Tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi chung trên. Để bông hồng tình yêu Chúa cho phong duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu, Chúa chúc lành tình mãi kiên trung. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Làm sao vui mãi như ngày hôm nay trong tiệc mừng. Làm sao vui mãi như ngày cưới hoa thơm dịu hồng. Lúc nắng khi mưa, ân tình cũng trôi theo dòng đời. Chỉ biết trông cậy Chúa chính nguồn tình ai vững bền. Để bông hồng tình yêu Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu, Chúa chúc lành tình mãi kiên trôi. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Sẵn lòng chịu những hy sinh. Để bông hồng tình yêu Chúa cho phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu, Chúa chúc lành tình mãi kiên trôi. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Tình yêu Thiên Chúa trong tiệc thánh xin ở cùng con. Nguyện xin liên kết trong mình máu Chúa một lòng son. Có Chúa yêu thương gia đình sẽ ấm êm trong chiều. Điểm thắm cuộc đời xây nước trời bằng chính yêu thương. Để bông hồng tình yêu Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trôi. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng.
Yeah.
hội chống lại chúng ta. Người không dung tha chính con mình, nhưng lại có thấp con mình vì tất cả chúng ta. Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sai. Ai sẽ tố cáo những kẻ cứu chọn? Chính Chúa là đứng hẳn nên công chính. Ai sẽ kết án Đức Giêsu Kitô? Đứng đã chết và hơn nữa đã sống lại. Ai ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta. Ai tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, lâm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được tất cả những sự ấy, vì đấy là đấng yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần hay các bậc quyền quý tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Nặng của nhau trong một gia đình.
bình an thì khó đảm an để nhân dân. Người vợ chu quả nhất vụ của người vô trợ không gian khi ở với nhau rồi như cùng nhau sẽ biến gia đình hạnh phúc bởi mình ba mẹ thảo hiếu như mấy cha mẹ và quân phục cha mẹ thảo hiếu đứng đức độ phải đi dùng phải đi sống một cuộc đời mới mới mọi sự gia đình cũng mới cảnh sống cũng mới và phải hai người cam kết với nhau trọn đời yêu thương nhau trong lập trong khi lập gia đình hai người cam kết phải yêu nhau thật không phải một ngày nhưng suốt cuộc đời ta tự chọn mà khi đã chọn rồi thì không còn từ bỏ nhau không bỏ chọn ai khác nữa. Chúa Giêsu yêu thương hai người. Thánh Phaolô nói như Chúa Giêsu yêu thương giáo hội thế nào thì người chồng cũng phải yêu thương vợ mình như vậy và như giáo hội hằng vân phục Chúa Giêsu thế nào thì người vợ cũng phải vân phục chồng mình như vậy để hai người hòa hợp với nhau sống trọn đời. Đấy là các bí tích phương phối Chúa Giêsu đã dạy về việc sinh thành con cái thật thầm ơn Chúa bạn như người không sinh con mất nhiều tiền mà cũng không cho nên Chúa ban cho gia đình có con cái là hồng ân của Chúa ban cho và quý trọng hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta. Rồi con sinh ra lo lắng dạy dỗ con theo giáo lý của mình lo lắng cho con chẳng những có quản lòng mà còn lo mọi đàn được học hành ý nghĩa nhất là học giáo lý. Việc này không thể giao cho ai khác ngoài vợ người chồng phải lo lắng cho con cái mình học theo giáo lý phúc âm để ngày sau trở nên một người chí hiếu tốt lành trong gia đình. Giờ đây chúng ta chỉ biết cầu xin Chúa ban cho chúng ta được không ai có thể thực hiện được nếu không có lòng rộng gia đình cái nhờ của Chúa Giêsu như tiệc cưới cả là mời Chúa Giêsu đến Chúa đã làm việc lại cho nước hóa điện giờ đây hai vị cũng xin Chúa Giêsu đến chứng kiến cho cuộc hôn nhân của hai chị này anh chị để bền vững mãi mãi. Xin Đức Mẹ xưa kia đã xin Chúa Giêsu nhà này hết thiện. Chúa Giêsu đã làm tất cả đầu tiên vì lời Đức Mẹ kiện cầu. Chớ gì hai anh chị giờ đây cũng cầu xin Đức Mẹ. Nếu cần Chúa làm phép lạ không phải rượu nước hóa rượu nhưng mà phép lạ khác.
hai người không hợp nhau cũng phải lên ý và chân đạo tìm từ nhau bảo đảm. Các con thân sĩ, các con cùng nhau đến tại đây đối với những kết thân của các con được Chúa củng cố vào tấm dấu linh thánh trước mặt cửa các nhân vô thánh quả và Đức Kitô đã vận tay ban phúc nhận cho tình yêu tương lai của các con và dù ý thức đặc biệt ngày nào cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và cảm nhận những đặc biệt khác của hôn nhân như những người đã dùng ý thức thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh cha hỏi ý kiến các con về ý định của các con. Anh Du Lê Đặng Văn Hòa và chị Maria Đào Thị Thanh Tuyền, các con đến đây để kết thúc với mong các con có ghi chép một không? Thưa cha không. Các con có hoàn toàn trung trí và tự do không? Thưa cha có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con gái chưa xem bạn và giáo dục cũng như Đức Kitô và Hội Thánh mà. Thưa cha có. Vậy là vì các con đã quyết định viết lại một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giô-se Hoàng, nhận theo Maria Tuyền, làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy khi tình cờ cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương em và tôn trọng em suốt đời. Xin Chúa cho lòng nhân hậu chuyển đi trên tinh thần các con vừa có phải kêu quả của thánh. Ta xin Chúa cho đổ quốc này của Ngài trên các con. Xin vì xin Chúa thức thật, mọi người không được tâm như. Nào ta trong chung Chúa, anh
Người dân tâm mến, nên muốn là tình yêu, có ý định tạo ra, nên muốn là những lúc này cho người không muốn nhìn ra đây. Yêu với anh chị của là tình cảm, chúng ta cần xin mời ta xin mời của mình. Hồi tháng như hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cầu xin Chúa ban hoa và giữ gìn hôn thánh để hội thánh luôn trong trong tinh tuyền và thánh thiện xứng với sứ mạng của mình. Xin Chúa nhớ đời chúng con. Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho gia đình hai họ luôn được sống vui bình an trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đời sống hôn nhân gia đình nơi trần gian luôn pha lẫn vui buồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ghi khắc lời kết ước của mình để sống chung tin với Chúa và với nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết tổ chức tổ ấm gia đình thành một cộng đoàn đầy tin yêu, chưa cần cầu nguyện để góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống quan ai yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Về đức Kitô Chúa chúng con thật là chính thánh huệ đạo,
và đem lại ơn chúng đồ cho chúng con. Trong lúc đi đâu Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà với Chúa chuộc nhờ vào chủ nghiệp chết và sống lại của người sẽ được trung phần thần tính với người và đồng thiệp được vinh quang người trên trời. Qua ơn nhân của người đang bằng thần tính, Chúa cho thấy Đức Kitô bị nhận từ thái vô nhân đang hoàn lại tai ơn sủng, để điều mà Đức Kitô đang thực hiện sẽ nhắc nhở cho chúng con chương trình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tuyên hô. Thank you.
chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa để được nghe Chúa kêu cầu con của tin nhờ lời với lời và trong nghiệp mà mọi dân như và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
bình an cho các con. Hãy ban bình an của Thầy cho các con. Khi đến các câu chuyện hỏi, xin xin đến đất tin vô thánh vua. Xin đối phương ban cho hội thánh được bình an và nhất theo thánh vị Chúa. Chúa ở sống và đến. Chúa dệt vuông tròn, Chúa.
trăm năm vườn luôn đơm hoa, ở trong nhà vang tiếng ca, ở trong nhà vang tiếng ca. Xin dâng nghi nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái ngon. Xin dâng nghi nụ yêu thương, xin Chúa ban cho đầy sắc hương, và xin Chúa dệt vuông tròn cho bông hoa kết thành trái xin ngàn đời yêu dấu.